Vụ ông Huỳnh Uy Dũng bị tố giác đồng phạm cần xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Vụ ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, tố giác ông Huỳnh Uy Dũng với vai trò đồng phạm. Luật sư cho rằng đây là quyền của ông Tuấn và cũng là thủ tục tố tụng bình thường. Cơ quan chức năng cần xem xét và giải quyết đơn đúng theo quy định của pháp luật. Trong đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng, ông Nguyễn Quang Tuấn, ngụ quận thành phố Hồ Chí Minh, nội dung tố giác cơ quan chức năng trong quá trình thụ lý giải quyết vụ án Nguyễn Phương Hằng, mẹ ông Tuấn phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo quy định điều 331 Bộ luật hình sự, đã bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng, là người giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội nêu trên nhưng không bị xem xét xử lý hình sự. Ông Nguyễn Quang Tuấn cho rằng ông Dũng là người cùng có vai trò tổ chức, cùng thực hiện hành vi có dấu hiệu đồng phạm giúp sức khi cùng bà Hằng thực hiện livestream, tham gia một số buổi livestream và có hô hào, khích lệ, ủng hộ tinh thần bà Hằng khi mắng chửi xúc phạm người khác. Ngoài ra, ba trợ lý chỉnh máy giúp bà Hằng đăng bài viết phụ họa là Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, hiện đã bị khởi tố. Căn cứ vào quy định của pháp luật, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn đến Công an thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo thẩm quyền. Tại thời điểm tháng 6 2023, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung, ngoài ra làm rõ hành vi của ông Dũng có đồng phạm với bà Hằng hay không. Liên quan đến vụ việc, theo luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, việc ông Tuấn tố giác ông Dũng là quyền của ông Tuấn và đây cũng là thủ tục tố tụng bình thường. Căn cứ đơn tố giác tội phạm, cơ quan chức năng cần xem xét và giải quyết đơn đúng theo quy định của pháp luật và dù khởi tố hay không khởi tố thì cũng phải trả lời cho người tố cáo biết bằng văn bản. Cho đến nay, tôi được biết cơ quan tố tụng đã tiếp nhận đơn tố giác của ông Tuấn và đang thụ lý vụ việc theo quy định, luật sư Hùng nói. Liên quan đến một số clip có ông Dũng xuất hiện cùng bà Hằng, ông Dũng dùng những lời nói cho rằng vợ mình là bà Hằng, nói rất thật, yêu cầu người khác sao kê, cho sử dụng đua hô hào, vỗ tay khi xem đua chó có mặt có đặt tên người bị xúc phạm. Như ông Nguyễn Quang Tuấn tố cáo, luật sư Trần Minh Hùng cho rằng cơ quan điều tra cần điều tra cụ thể, xác minh, làm rõ tính chất hành vi, động cơ mục đích. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì có thể khởi tố vụ án, nếu không có dấu hiệu tội phạm thì cũng phải trả lời cho ông Tuấn biết. Luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Thông Luật, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm theo quy định tại khoản 1 điều 17 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Về mặt khách quan, đồng phạm là phải có từ hai người trở lên tham gia cùng một tội phạm. Nếu thiếu yếu tố này thì không có đồng phạm, nếu chỉ có một người phạm tội thì không thể là đồng phạm. Về mặt chủ quan, người đồng phạm thực hiện tội phạm tội với lỗi cố ý. Người đồng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi dục, người giúp việc cụ thể. Người thực hiện, người thực hành được hiểu là người trực tiếp thực hiện tội phạm. Người tổ chức được hiểu là người cầm đầu, chủ mưu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm. Người xúi dục được hiểu là người kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm. Người giúp sức được hiểu là người tạo điều kiện, tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. Do đó, đối với hành vi, những lời lẽ cho rằng vợ mình là bà Hằng nói rất thật và cùng thách thức người khác sao kê, cùng tổ chức sử dụng trường đua, hô hào, vỗ tay khi xem đua chó có đặt tên người xúc phạm. Nhiều cá nhân như ông Tuấn tố cáo và các clip thể hiện trong trường hợp này có thể coi là đồng phạm. Tuy nhiên, kết quả như thế nào còn tùy thuộc vào cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.